truyền thống pháo. Ngay sau đó là một tờ báo của Nhật Bản. Đấy là những câu chuyện mà có lẽ là những người làm báo đều hiểu. Có thể là cái chữ thuật ngữ rủi ro thì nó rất là thông chung, nhưng mà nó lại cụ thể sát sườn với bất cứ một phóng viên một cái cơ quan báo chí nào khi mà gọi là góp ý. Cái là góp ý là bao hàm là cả việc đồng ý và việc không đồng ý với một cái dự thảo chính sách hoặc là một cái chủ trương hoặc một dự án nào đó. Tôi xin trong cái dòng thủ lưu hiện nay là cái vấn đề góp ý cho dự thảo của Sinh Pháp và cũng như luật đất đai, thì cái phần của tôi cũng có nói đến cái câu chuyện này một chút. Trong nghị quyết 38 của Quốc hội về vấn đề là lấy kiến dân đóng góp hiến pháp thì có cái skip là đề nghị các cơ quan thông tin báo chí mở các chương mục để người dân được quyền đóng góp ý kiến đó. Vì thực ra Quốc hội cũng như là ban soạn thảo rất là người ta vẫn cho rằng là đây là một cái luật gốc liên quan đến các đạo luật khác, và đây là cái đạo luật cho nó có rất là nhiều những quyền cơ bản của công dân. Thế là người dân là được quyền góp ý, và người ta chắc là cũng mong muốn như thế. Tôi chân thành tin là như thế. Tuy nhiên thì trên báo chí chính thống cũng đã có cái con hướng rất rõ rệt là cái việc là tán thành hoặc là bằng những cái chủ đề, ví dụ như là những các cái chủ đề mà mình có cảm giác đấy là một cách mạng mà mọi người đương nhiên chấp nhận, ví dụ như là cái hội đồng là bầu cử hay là cái kiểm toán trên kiểm toán độc lập, những cái đó thì tôi nghĩ là không vấn đề cả. Tuy nhiên có một số vấn đề khác trên hiến pháp nó còn nhiều vấn đề cơ bản hơn nữa, nhưng mà báo chí chỉ có đưa theo một chiều. Ở đây cụ thể tôi nói ví dụ như là cái câu chuyện mà anh Nguyễn Đăng Kiên đã nói tới, thế này, ở đây không phải là một cái bài, tôi cho rằng đây không phải cái bài của một nhà báo. Cứ hiểu đơn giản đấy là cái ý kiến của công dân trước một vấn đề của đất nước, và cái tổng bí thư chỉ là cái người nêu ý kiến đó thôi. Thì tuy nhiên là nó đang trên báo chính thống đang thể hiện ý kiến một chiều, sẽ không có những ý kiến kiểu như thế ở trên báo. Mặc dù là ông Phan Trung Lý là trưởng ban đặc xá đã có lần nói rất cụ thể về câu chuyện điều 4, là điều 4 là không có gì cấm kỵ, không phải là vùng cấm. Tuy nhiên cái việc mà báo chí, cái sự một chiều của báo chí trong việc đăng tải những cái thông tin góp ý cho bản dự thảo của chúng ta thì nó đang thể hiện sự thiếu hụt một cách nghiêm trọng các ý kiến đa chiều. Vì nếu mà đã được gọi là góp ý thì có thể có ý kiến tán thành và có ý kiến không tán thành. Tôi nói kỹ hơn một chút là trong cái chỉ thị 22 của Bộ Chính trị về cái việc lấy kiến dân thì có trích dẫn hai cái quan trọng cơ căn bản. Chỉ thị này là tới các ban ngành tổ chức địa phương có trích dẫn nghị quyết 22 và 25. Cái đó thì nó rất là rõ ràng. Thứ hai là cái gì? Hai điểm then chốt, thứ nhất là khẳng định sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng, thứ hai là về cái thành phần cái kinh tế nhà nước là chủ đạo. Ở đây thì một đơn là báo Lao Động của tôi cũng tổ chức một cái tọa đàm liên quan đến cái việc là bỏ cái hai chữ chủ đạo gắn kinh tế nhà nước. Tôi cũng anh A cũng nói, nhưng mà vì một số lý do không tổ chức được. Thế còn cái chung năm thì là khẳng định là đất đai sở hữu toàn dân. Cái đấy là cái này thì rất là dễ dàng nhìn thấy thôi. Gần như là cái chỉ thị 22 đã đưa ra một cái thước để mà tôi cứ tạm gọi thế, để mà xác định một cái giới hạn. Mà tôi cho rằng là những cái vấn đề mà nó đi ngoài cái ranh giới đó thì chắc chắn nó không phải chỉ là cái chữ rủi ro nữa. Nhưng mình có thể hiểu rất dễ dàng thế, và cho nên là những cái bài như ở trong trên báo của Người Dân mà tôi có nói ở trong cái này của anh Tú ấy, thì mình thấy nó rất là dễ dàng, rất là phù hợp khi mà khẳng định là nếu mà bỏ điều 4 hiến pháp thì sẽ là ảnh hưởng nguy cơ tấn công chế độ. Nhưng mà nó đang cái sự bất bình đẳng trong tranh luận cũng là trong lấy ý kiến là báo chí hầu như là một cách chính thức, một cách công khai thì đưa ý kiến theo một chiều thông tin như thế. Và tôi cho rằng là nếu mà cái việc góp ý thì nó rất là thiếu sót. Riêng về cái luật đất đai ấy, thì là trên báo của thành phố thì một cái thành viên của ban soạn thảo là thuộc cái nghiên cứu pháp lý vừa nói về cái việc là do hội nghị trung ương năm đã tái khẳng định đất đai thuộc quyền toàn dân, cho nên là dự thảo sửa đổi pháp luật thứ hai cũng phải quy định như vậy. Thế thì một cái thành viên của ban soạn thảo thôi
trích dẫn nghị quyết để nói về cái câu chuyện đấy. Và như trong cái tham luận lần trước thì tôi đã nói đến cái việc mà bàn đến hai cái chữ gọi là đa hay dạng hóa hình thức sở hữu, bây giờ nó trở nên vô cùng nhạy cảm. Ở đây cái quyền báo chí được coi là cái diễn đàn của nhân dân đúng không ạ? Nhưng mà chỉ là cái bộ phận nào đấy thôi, một ý kiến nào đó, chứ không phải là toàn bộ nhân dân, không phải toàn bộ các ý kiến. Đấy là một câu chuyện có thật và mình nhìn nhận thẳng thắn vấn đề như thế. Tôi sẽ nói rất nhanh các bạn. Đó là về cái việc một số các cái dự thảo dự án luật rồi cái bất bình trong dư luận thì tôi xin dẫn ra hai trường hợp là nghị định thứ tư về cái gọi là rượu nhặt rắn tan ấy và cái thông tư 30 của Bộ Y tế về cái điều kiện đối với vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các đường phố. Về nguyên tắc trong điều 4 luật ban hành cũng là vi phạm như là thông tư hướng dẫn ấy, nó nói là sẽ phải có ý kiến, sẽ phải lấy ý kiến của cái đối tượng bị tác động trực tiếp. Trực tiếp ở đây có nghĩa là những các cái làng nấu rượu, những cơ sở sản xuất hoặc là của những người bán hàng. Tuy nhiên trong tất cả các văn bản mà trước khi ban hành này thì là không ai biết đấy là những người bán hàng có lấy ý kiến không. Báo chí ra cũng không thể biết được rằng là có lấy công chí. Khi mà cái ngày một khi mà các cái văn bản hiệu lực thì báo chí, tôi nhớ báo chí tổ chức những cái cuộc mà đi vào làm những phóng sự về những cái làng nấu rượu này, hay là ra đường phố hỏi bà con về cái ý kiến họ vấn đề này, thì một câu trả lời rất là chung là họ không biết gì như thế này cả. Không phải là ai ngồi nấu rượu cũng có thể là lên trang mạng của các bộ ngành để lấy ý kiến, rồi thì không phải ai ở vỉa hè cũng vào mạng. Mình hình như là có mỗi một kênh duy nhất mà nhân dân có thể tiếp cận công khai là qua cái trang web của bộ. Ở đây ở về báo chí thì là khi mà đi hỏi dân hay không biết là thế thì nhìn thấy một vấn đề là các văn bản này là hoàn toàn không khảo sát những cái đối tượng bị tác động trực tiếp, nếu mà không muốn nói là không có lấy ý kiến của người dân. Thế là tôi cứ mạnh dạn nói như thế. Nó đang có một câu chuyện là những người bị tác động bởi chính sách chỉ được có ý kiến sau khi mà thấy rằng chính sách đó tác động đến họ như thế nào. Thì rõ ràng đấy là cái việc soạn thảo văn bản và tác động văn bản phát huy cái ý nghĩa của nó là cái sự tác động đến số đông. Tuy nhiên là không, số đông không có ý kiến trước văn bản đó thì nó rất là khó. Nó rất khó để mà thực tiễn mà không bị phản đối. Khi mà viết tham luận này thì tôi có khảo sát trên website của một số bộ ngành, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin Truyền thông. Thì tôi nói ví dụ như là và trên website chính phủ thì nó có một cái trường hợp điển hình là báo chí không thể biết rằng là có ai đóng góp và đóng góp cái gì. Tất cả những cái văn bản như là của các bộ ngành, như là mọi người mở phát là nhìn thấy ngay tất cả những văn bản đấy là ở tình trạng là không có ý kiến đóng góp. Thế thì nó đang phản ánh cái câu chuyện là cái việc lấy ý kiến hình như là làm cái quá là hình thức. Và tôi nghĩ cho rằng là đây là một cái nguyên nhân chính khiến cho các văn bản khi mà đưa ra cuộc sống nó bị phản đối, bị lao ấy như thế. Cái trường hợp cuối cùng là tôi muốn nói đến là cái luật biển. Ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quốc hội thông qua luật biển. Tuy nhiên lúc 9 giờ 14 phút tức là cái thông tin về dự thảo đó mà không có trên các sàn ngoại giao. Đây là một cái dự luật có thể là một cá biệt vì những lý do tế nhị. Tuy nhiên nó đang phản ánh cái tình trạng cá biệt. Luật biển là một cái thứ luật bí mật, dân không biết, không góp ý, mặc dù là người thực thi sẽ là nhân dân. Về phần kiến nghị thì đại ý này, nếu mà một cách tổng đại ra thì tôi có kinh hóa rất đơn giản, tôi nghĩ là cho rằng là với những các văn bản mà lấy ý kiến dân thì ngoài cái việc công khai ở trên website họ phải kèm nó theo đúng luật ban hành văn bản vi phạm về cái việc là báo cáo đánh giá tác động, cũng như là việc để lại những các cái ý kiến bình luận của người dân. Thì trước hết là như thế đã đấy ạ. Còn tôi nghĩ là nếu mà nó rộng rãi hơn thì là nên để các bạn các phần báo chí, tức là nên có một quy định để các cái phản biện trên báo chí như là một cái ý kiến chính thức, tức là một cái diễn đàn của dân mình, nhưng để ban soạn thảo ít nhất là họ
tiếp thu và họ có trả lời. Có lẽ thì chỉ và còn nhiều những các cái vấn đề khác nữa, nhưng mà trước hết là thế thì tôi nghĩ là nó sẽ những các cái việc đóng góp cho văn bản để mình tránh được cái hình thức. Tôi xin phép. Hiểu của nhà báo Đào Tuấn có lao động về số rủi ro trong việc thông tin đăng tích chính sách trên báo chí. Tôi nghĩ rằng đây là bài phát biểu rất là hay. Trước khi hội thảo thì nhà báo Đào Tuấn cũng có định nêu vấn đề về khía cạnh dân sinh trong cái việc báo chí tác nghiệp lấy ý kiến nhân dân các dự thảo chính sách. Tiếc là nhà báo Đào Tuấn không phát triển ý trong bài phát biểu của mình. Phiên thảo luận thứ nhất thì đã đến tham luận của anh Đào Tuấn thì đã kết thúc, và bây giờ đã đến thời gian để thảo luận chung. Vậy rất mong là được các anh chị quan tâm có ý kiến về các cái bản tham luận của các cái đại biểu, và có những câu hỏi thì xin trả lời. Được biết là trong hội thảo hôm nay thì chúng ta có tiến sĩ Lê Hoàng Hạnh, luật sư Lưu Văn Đạt cũng đến dự hội thảo. Tiến sĩ Lê Hoàng Hạnh là viện trưởng viện nghiên cứu khoa học pháp lý, vậy cũng rất mong được lắng nghe ý kiến của tiến sĩ và các đại biểu của quan tâm. Bộ Điện Lực Hà, thì tôi nói là mấy cái
cái phát hiện của tôi là tôi cái này là vấn đề nhỏ, chứ không phải vấn đề vĩ mô, hay có thể là vì thế được sử dụng. Còn bây giờ đông đến hiến pháp thì sẽ khó, mà tôi cũng đang chuẩn bị mở một chiến dịch trên cái blog tôi về vấn đề hiến pháp, mà tôi mới không có vài bài để tôi phản biện ở đến mặt thứ hai. Thì tôi có ý kiến về cái suy nghĩ của tôi vấn đề phản biện vai trò báo chí như thế nào, mà tôi hiện nay tôi cho là báo chí không đóng góp nhiều. Tôi cũng nhớ là cái đóng góp đầu tiên của tôi đối với vấn đề phản biện đấy là cái hồi tôi là chuyên viên theo dõi sáng tác của một điện ảnh. Thì trong cái báo cáo cuối năm tôi nhận được một cái báo cáo quyết toán, mặc dù hồi tôi là đào tạo văn học chứ không phải ngôn ngữ chứ không phải là kinh tế, nhưng tôi đọc báo cáo quyết toán tôi cũng hình dung có cái chuyện gì bên trong. Và bây giờ bằng con đường công khai để tôi nói với Bộ Tài chính của bộ tôi, tôi nói với ông lãnh đạo của ông nghe tôi, bởi vì ông chuyên viên đây là sáng tác, ông biết gì về tài chính. Tôi mới chuyển ra báo đại biết cho anh đọc vấn hồi đấy anh Bảo Hưng hai bên bàn ông viết một bài xem cái năng trưởng chỉ chính của cái liên hiệp giải tiêu dùng trong cái năm 90 nó là cái gì đâu. Thì khi cái bài lên một cái thì lập tức chấn động và ông Kiệt tổ chức cử thế ta vào ngay và kết thúc vào 6 năm tù. Và sau khi ông đi tù hay sao thì tôi cũng chỉ bật ra khỏi ngành này. Và từ đấy thì người ta bật bao nhiêu cho người chơi nước khoảng vài tháng, sau đấy thì thấy ông này được chuyển cái thanh tra, và từ đấy thì bắt đầu tôi thấy thanh tra báo chí phải đi bên nhau và làm việc với nhau. Chứ nếu tôi không có báo chí thì tôi cũng không chết về thanh tra. Cho nên có những cái vụ mà tôi vào mà người ta không dám tìm được tôi, bởi vì điều kiện đằng sau tôi có báo chí. Cái vụ mà điển hình nhất đấy là cái vụ đầu tiên sau khi mà tôi cho sau ông đi tù ở cái liên hiệp đảng đó rồi, thì là trong đó có thông tin xã và có bộ tài chính sau ông ba ở ba cơ quan đi tù vì những cái chuyện chi tiêu ở liên hiệp đảng. Thì tôi về vụ đầu tiên là tôi tấn công một cái đơn vị có bộ trưởng chỉ đạo vào thanh tra vụ này, mà cái người đấy sau cụ ấy là khoảng người ông là ông nho ông hai lít, mà tôi làm là phó đoàn thanh tra này, tôi vào và giao cho người vào cuộc này vào cuộc thanh tra 10 ngày của chúng ta bị đuổi ra. Lại lúc đầu bộ trưởng vậy cứ cái làm đấy nâng cho những người này và chúng ta nhắc về, và sau đấy tôi thấy rằng nếu tôi dừng lúc này là được. Và lúc ấy tôi dùng báo chí, tôi dùng 4 tờ báo cho anh lao động của anh Tuấn, Đại Đoàn Kết Tuấn Trần Mở Hưng, báo Quân Đội Nhân Dân và báo Thanh Niên, 4 báo để tôi tung cái dự thảo kết luận của tôi lên báo. Và tôi khi mà tôi làm nguyên tắc thanh tra là dự thảo cũng như là bí mật. Thế nhưng tôi dự thảo xong tôi gửi cho các chức năng và sau tôi chối cho tôi gửi cho các cái đơn vị ở đâu nó lọt cái báo như vậy, bóng báo đồng loạt vậy lên tiếng công tài một cách đó chỉ biết bảo không này sau đây ngoài đất cáo nhưng mà bởi vì cũng không làm vì chứng tư thì tôi có và báo chí người ta có nói có một đối chất rất mạnh ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, một bên là bốn ông báo chí và tất cả cơ quan chức năng và cái người đứng ở trọng tài đấy là thay ta chính phủ và ông Hân với báo chí để sang đào nói rằng và tận ấy tôi đánh gục đối phương tại chỗ. Nhưng mà rồi hoài của cái lịch sử hoài. Và từ đấy tôi thấy nếu tôi làm muốn làm chính trang của báo chí, chứ nếu không thì cũng sống được. Thì đấy là cũng nghĩa mà tôi cho là tôi sự phản biện một cái quyết định. Và từ đấy tôi thấy rằng mình muốn làm được chính trang thì phải học kinh tế. Và từ đấy tôi học, bởi vì tôi muốn làm kinh tế thì phải biết được vào chính trang với mình sinh nhật cái đọc của báo công toàn. Và sau đấy tôi không một loạt bài rất nổi tiếng với báo Nhân Dân. Đấy là mình bánh phá ngoài tiền nhà nước trong xây dựng cơ bản. Đăng bốn kỳ trong năm 96. Thì có thể là báo Nhân Dân mà đăng Politon trên bố kỳ cũng không phải là một cái hiện tượng dễ mà trong đó chứng minh được mấy cái món nhà nước. Thì sau là bài đấy ông Võ Văn Kiệt chỉ đạo bộ xây dựng mời tôi sang, sau đó lật lại số vấn đề và sau đấy là thay đổi chính sách. Có mấy vấn đề tôi nhớ là vấn đề này, sau đó tôi có biết các quyền mặt trái cho chính phủ. Cái thứ nhất là cái thủ đoạn của các AB để nó khai thông nguyên vật khối lượng như thế nào. Thì cái này thứ nhất là khai thông như thế này, tức là cái anh thiết kế nó nâng cái thiết kế lên. Ví dụ maximum cái này chỉ được 200 là vừa, nó bảo cái này 300 hoặc 250, thép này chỉ được 18 rồi nâng lên tháng 2, tháng 8, ví dụ như thế. Thì khi thi công, cái nhà thi công ấy, nó biết nó cứ thi công rút đi mặt chân cái này thép trong xi măng ở trong khu vực xây dựng thì nó cứ thi công cũng đi cũng sập đúng, nhưng thực ra nó có khoản dư. Còn cái anh thanh tra thì làm sao mà đến đục tường nhà tái làm thì cũng được thôi, nhưng mà không ai nỡ để mà đục tường thì nó sập để chấm định thép. Thì cái khoản chênh này đến 2-3% đấy là anh cắt phải vật liệu, còn anh cắt phải kéo định trách. Thì cho đến bây giờ tôi vẫn rất khó hiểu trong ngành xây dựng có một cái chi phí gọi là chi phí chung. Thực chất nếu như vào thanh tra xây dựng thì tôi thấy thế này, cái thất thoát 10% đúng lúc thanh tra xây dựng mặt bằng cứng của nó
Chứ chế độ nhà nước phép phải nuôi thì được cỡ phải đắt hơn 2% một cái nhà nếu lấy tư nhân xây thì nhà nước xây cũng nhà đúng như thế. Nếu cái song phẳng là đắt hơn 2% bằng cả cái loại nuôi khoảng 20-25%, đấy là do chế độ nhà nước người ta cho vào. Thế nhưng cái đó chỉ là cái ngay hạn thì còn thực ra là 5%. Xây dựng bây giờ là phải cỡ như thế, phải cỡ như thế và còn tàn bạo hơn 7-8% nữa. Cho đến 5% là cái thằng không biết làm này, còn xây dựng tôi nhìn có mắt tôi đỏ tên tay xịn và đôi khi tôi biết và tôi thực hiện. Thế thì là có hai cái để mà người ta ăn cắp, người ta rút quyền hình, thứ nhất là nó khai phóng lên. Mà gần đấy thì ông Nguyễn Văn Anh nói chuyện đấy ở Đà Nẵng ấy, tức là quyết tâm. Trước khi tôi phát hiện cái này thì Bộ Xây dựng Chính phủ lập tức ban hành chính sách là phải kiểm định lại các cái thiết kế xây dựng. Thì đấy là hình thức, nhưng mà người ta vẫn đi đêm được chứ. Bởi vì thực ra là cái chuyện thầu đấu thầu là người ta đi đêm thì mình thì có dấu kiểm định A, ông này ông B là A, B là anh là thiết kế thì không được thi công, anh thi công thì người, mặc dù quyết định hình thức nhưng người ta làm hết. Thì người ta ăn cắp xây dựng ấy, mà bây giờ cái đó là tôi là thằng thứ ra tôi bị chịu. Bởi vì mình cũng phải là có thời gian mình là bóc lại cái ông làm chứng toán đúng. Thế thì tất cả đó là cái chế độ thứ hai xây dựng đó là 10%, 9% thì chung. Tăng xây dựng của thế này này, thép sắt tất cả một cái đều có tiền mà được thanh toán hết. Thế nhưng tự nhiên ông có 9% chi phí chung. Thì nó ghê, một công ty nhân lên trong 9% mà ghê toàn. Thế nhưng sau khi tôi phát hiện vấn đề này thì lập tức người ta điều chỉnh rút xuống thành 55 chi phí nhân công, 50% là chi phí. Lúc đầu là tất cả nhà sắt thép xây dựng đến cùng được lấy 19 tăng ra để là chi phí chung. Thì tất cả những cái đó là cái mà những cái việc đấy báo chí cần nắm sâu như thế thì viết ra thì phải có sự thuyết phục của người để chứng minh được em. Thì từ cái đó tôi rút ra ba vấn đề của cái báo chí hiện nay, làm thế nào mà phản biện để người ta nghe mình, của người ta chịu, của người ta sửa cho mình. Thì tôi thấy ba vấn đề, một là về cơ sở pháp luật, mà nhất là pháp luật chuyên ngành, trong đấy cái gì chỉ nắm được báo chí không thì phải đi vào kinh tế, phải đi sâu vào pháp luật chuyên ngành, đi vào những cái đó nắm được và phải hiểu được cái mạch nguồn bẩn cái anh làm họ tài chính kinh tế hiện học cả, nhưng mà đến khi mỗi anh thì nó cách có một cách ăn cắp, có một cái kiểu vào một doanh nghiệp có kiểu, cái đó là cái vô vàn của bữa ăn đấy, là cái nhất. Cái thứ hai báo chí, cái này tôi nghĩ là vai trò báo chí quan trọng đến vấn đề thức tỉnh và đạo đức. Có thực tế trong xã hội mình bây giờ có những cái tình thì ngay xử lý thì ra đấy, cho nên bây giờ báo chí đứng trước cái vấn đề thế thì xử lý vấn đề này như thế nào. Thì tôi thấy cái vụ gần đây ví dụ như đây cũng rất tự trọng. Thì tôi thấy là có một số tờ báo sùi sùi hình như tờ báo đầu với vẫn có này, rồi báo hình năng lượng mới đầu tiên, thì đây vấn đề là cần xem xét thế nào. Thì những thông tin tôi đọc, những thông tin ấy về dân tự tặng thì không sai, nào là gia đình ông bố thế nào, ông này là anh hùng đơn vị anh hùng làm bây giờ bị bắt thêm cái tội tội. Thì tôi nghĩ những cái bài này là bài vi phạm của bản đạo đức thế nào. Theo tôi đây là vấn đề trách nhiệm đạo đức của nhà báo. Cái thông tin anh sai, anh đưa cái vấn đề những vấn đề để làm cái gì, tại sao anh muốn đặt lại vấn đề. Một khi ông Dương Tử Trọng đầy đủ pháp luật thế, không khuyên ông anh mình, ông gây ra bao nhiêu tội lỗi với dân tộc, cái gì ông mất ăn tiền thế, thì bây giờ ông phải tự thú đi, ông có tiền thì ông khắc phục hậu quả đi, ông tội rồi không khắc được, thì tại sao ông làm như vậy để ông Dương mà bây giờ ông tiến tay cho ông, thì tại sao các nhà báo cũng là vấn đề, mình chỉ thấy được cái xôn xôn với ông những chuyện như thế để làm cái gì. Tôi nghĩ những vấn đề là báo, là hiện nay có cái đó, chứ có những cái vụ việc mình phải lên tiếng với phạm đạo đức, thì như vậy tôi cho những cái loại báo cáo vừa rồi là không tốt. Các nhà báo cần xem lại cách đưa tin, anh biết thế nào đấy thì biết sự thật như thế, thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba cuối cùng tôi rút ra là cũng có nhiều hỏi tôi lâu, tôi đụng vấn đề nhiều vấn đề gay gắt, thì tôi thấy thế này, có hỏi là bây giờ có kỹ năng thì biết, mà tại sao người ta sợ không? Tôi bảo là tôi thân với những cơ quan chức năng, tôi nói thế này, có một cái kỹ năng để mà viết những vấn đề phản biện, đó thứ nhất là gì, cái anh viết phản biện giống như làm cái ông vào đánh bạc, anh có không lợi thế bằng người khác là gì, anh bảo ông sao người ta có cơ anh, vậy thì anh vào tranh được bảo người ta mà anh phải tranh trúng bạc thì anh cũng phải không, trong đó bao có thì chơi này, anh vào sao được, nhưng anh đừng có chèn người ta mà tranh bạc thì cứ bỏ bảo người ta hợp lệ. Thì tôi nghĩ viết vấn đề